trình Ca Đấu Ca Tôi. Chúng ta hãy cùng nhau đến với luật chơi, đó chính là dựa trên nền tảng là karaoke. Sẽ có hai đội chơi, gồm có hai đội trưởng, họ là những người nổi tiếng. Họ sẽ đến đây trong chương trình sàn đấu ca từ. Đúng. Mỗi người sẽ là một đội trưởng của một đội và họ phải chọn ra hai thành viên về đội của mình. Và hai thành viên này sẽ giúp cho họ trở thành những người chiến thắng. Nhưng đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau làm quen với những thành viên của chúng tôi. Đó chính là những người hùng thầm lặng. Họ là một đại gia đình. Xin được trân trọng giới thiệu những chàng trai không bao giờ già, ban nhạc Long Black Band. Rõ ràng hay không? Mỗi lần mà giới thiệu là trẻ một cái đánh nhạc xung liền. Đó. Thích trẻ. Trẻ. À, trẻ thiệt mà. Nào mặt đâu đúng nào. Ra sữa luôn. Đúng rồi đó. Sữa ông thọ. Và tiếp theo là hai ca sĩ hỗ trợ của chúng tôi. Họ là những người sở hữu những chất giọng rất là truyền cảm. Đúng rồi. Xin mời Minh Trí và Kim Ngân. Ta đã làm quen với ban nhạc, với ca sĩ hỗ trợ rồi. Bây giờ sẽ là những vị khách mời đặc biệt. Đó là hai chàng ca sĩ điển trai nhất nhì ba tư năm của showbiz. Họ sở hữu một lượng fan khổng lồ. Trân trọng giới thiệu hai nhân vật ngày hôm nay. Đó chính là ca sĩ ST và ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Những câu nói yêu đã không còn nhiều tha thiết. Những ánh mắt trao nhau sao không như lúc đầu. Có lẽ ta đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc, mà giờ đây trong tim em đã quên dần đi. Nếu anh cố giữ lấy những hoài niệm khi ấy, và nếu anh cố giữ em mãi bên anh, chúng ta không thể nào trốn trên mai trong ký ức. Vì dường như hôm nay mọi thứ đã đổi thay. Vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời, dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa. Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em chọn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây. Vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu, phải không? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có thể giơ cao những cánh tay cho đẹp hơn được không ạ? Xin cảm ơn. Nếu anh cố giữ lấy những hoài niệm khi ấy, và nếu anh cố giữ em quay về đây, cũng không thể nào níu giữ lấy một vòng tay. Vì trái tim em này đã đổi thay. Vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời, dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa. Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng
về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em chọn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây, vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu, phải không em? Vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời, dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa. Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em chọn, và đừng quên anh nhé, anh vẫn ở đây, vẫn là anh như ngày xưa em từng rất yêu, phải không em? Xin cảm ơn. Yep. Xưa mày vẫn hay thường lang thang, ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật lạ, thôi mày trở về bên đồi kia. Nay mà đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mày. Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mày ngừng mình không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha. Lời cọp cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu, như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Ê! Ba con nhau cho nhau, xuân ta tìm nhau. Em là một phép màu, chuyện anh biết đến tình đầu. Giận hơn một câu đâu phải hẹn yêu rồi đâu. Giận hơn một câu là yêu nhau thêm tận sâu. Như duyên trên đỉnh em giống như anh bình minh, soi sáng có lòng anh trong bao nhiêu đêm tăm tối. Soi con đường về anh không thể nào lạc lối. Em là vần thơ, you are my lover. Giờ mây đang phương nào để bao nỗi buồn cho núi. Mây có hay tình yêu núi không phai tàn, nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió mang áng mây trở về lại bên nơi núi. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng mây núi bên nhau thật yêu, như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Ê! Cho anh xin thấy tay của mọi người được không ạ? Hey, 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 come on.
anh ơi, sao FT chạy ra trước làm dữ dội anh ra hiền khô vậy? Anh Hiếu là anh đi nhẹ nhàng từ tốn ra. Đâu cũng chạy ra mà. Anh Hiếu xưa giờ anh vậy á, anh hiền khô hả? Phải, với lại mình là... với lại mình cũng già rồi nên là đâu có anh từ tốn. Anh ơi, anh trẻ măng mặt không hề không hề không hề giống như em đã mơ. Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này? Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày? Nhưng sao lại cứ nhắc anh mãi thôi? Hey boy, làm sao cho em đừng suy nghĩ? Hey boy, làm sao cho em ngủ ngon đi? Hey boy, chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh? Thì là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trông như giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lành, cả đại dương xanh trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mẹ, yêu mẹ, yêu mẹ. Bàn tay anh luôn chặt chẽ em không cách xa. Thì dù nắng thôi chân hoa giấc mơ nhạt nhòa. You're still my superhero. Baby boy, I will never let you know, no, my baby boy. You came and ring my bell like ring a ring a ring a superhero. I don't know how about tomorrow. I only need to know the reason I was born. It's you, it's you. My superhero never, never let me go. Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này? Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày? Nhưng sao lại cứ nhắc anh mãi thôi? Hey boy, làm sao cho em đừng suy nghĩ? Hey boy, làm sao cho em ngủ ngon đi? Hey boy, chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh? Thì là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trông như giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lành, cả đại dương xanh trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mẹ, yêu mẹ, yêu mẹ. Bàn tay anh luôn chặt chẽ em không cách xa. Thì dù nắng thôi chân hoa giấc mơ nhạt nhòa. You're still my super. Vì em biết sẽ không là ai khác, người duy nhất khiến em phải mong chờ. Chờ mong tiếng yêu hồn nhiên ngọt như chiếc hôn đầu tiên. Let me love you. Thì là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trông như giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh, cả đời dần xanh trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mẹ, yêu mẹ, yêu mẹ. Bàn tay anh luôn chặt chẽ em không cách xa. Người ta trẻ, người ta còn dẻo, người ta mừng được ông nè, già nè, cả nè, rồi nè. Hồ Biển qua kia. Em ơi. Dạ. Giới thiệu với lại hai giới thiệu về mình đi em. Anh chàng đi nào. Lần đầu tiên thì cho em xin gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chuyên nghiệp rồi, chuyên nghiệp. Nhìn là biết ca sĩ rồi. Em tên gì cưng? Dạ
Em tên là Bảo Uyên, thì mọi người cũng có thể gọi em theo một cách thân mật gần gũi. Cute lạc lối là Uyên Cute. Uyên Uyên xinh đẹp. Uyên độc, Uyên là Uyên thanh lịch, Uyên quý tộc. Em ơi, mình có trả một cú sốc tâm lý nào không em? Dạ thì anh hiểu mà. Em ơi, em hát bao lâu rồi em? Thì cũng qua bao nhiêu năm rồi. Em biết bao nhiêu năm lạc trôi giữa dòng đời, biết bao nhiêu sự khổ đau mất mát em trải qua được 3 năm rồi. Trời đất ơi, vẫn còn tỉnh nha, vẫn còn có thể kiểm soát được hành nhưng động của ngôn ngữ. Tôi mệt rồi đó. Dòng nhạc sở trường của em là dòng nhạc gì? Em đừng kể câu chuyện 3 năm trước, 10 em mình năm vô trước thẳng nữa nha. Cái kết luận mình nha. Đồ anh không nghe được cái mở bài thân bài đâu. Vô kết luận nè. Vô kết luận đi. Em dòng nhạc em đang đi theo là R&B ạ. R&B. Ngoài ra thì em còn có quan tâm thêm nhiều dòng nhạc khác. Mình có nghe nhiều dòng nhạc khác và biết được nhiều bài hát không? Dạ, em biết được cũng khá khá chị. Khá khá ví dụ? Khá khá là như thế nào vậy em? Ví dụ là từ mức 500 bài hát hay là 1.000 bài hát, tất cả những cái thể loại mà em đã từng thử sức là những cái thể loại nào? Em hãy nói cho anh biết đi. Tới lượt ổng rồi đó. Ê, anh thấy là em bên đây là dính bên đây nè. Cái dòng mà gọi là cái neutron thần kinh nó chung với lại cái chung khu với nhau á. Dạ. Dễ bắt qua nhau lắm. Nói đi em. Dạ, em thì thể loại nào em cũng chơi hết. À. Dạ vâng. Wow. Anh Hiếu nãy giờ cũng muốn nói gì với bạn gái không? Em bao nhiêu tuổi rồi? Ta dạ, ngại hỏi tuổi sân khấu lắm trời. Ủa không dạ, trả lời được hả? 19 hả? 18 chuẩn bị 19. Em quê ở đâu? Dạ quê em ở Đà Lạt. Anh Hiếu ơi, mình hỏi cái gì vô cái trọng tâm ca sĩ được không anh? Ủa, từ nhá. Sao nổi nguyên quán hồi anh bắt qua gia đình người ta luôn vậy? Không nhạc, hỏi nhạc. Hỏi quê quán ở đâu chứ? Lúc nào hỏi phải lịch sự xíu. Rồi. Ủa em biết nhiều bài hát không em? Dạ cũng khá khá hình xui. Em hay nghe mấy cái nhạc thời 9X không? Thời gì anh? Ủa 8X chứ, tao quên. 8X. Thời 8X, ảnh á. Dạ thời của ảnh em cũng có nghe. Không, cái thời 8X, anh 9X chứ không phải 8X. Ôi nha. À 8X nhưng mà anh là đời hậu 8X. Hậu 8X, ý là cái đầu 8X á. Cẩm Ly rồi Ưng Hồng Phúc rồi. Gọi được. Làng Sông Xanh. Làng Sông Xanh. Quên Làng Sông Xanh. Dạ có. Thôi bây giờ anh chỉ cần quan tâm là em có nghe những cái dòng nhạc trẻ bây giờ không? Thí dụ những bài dạ có. Ok vậy anh thích những cái bài đó thôi, còn những cái bài kia anh có thể núm được. Nắm. Cách dùng văn của ST nó cũng rất là phong phú nha Ti nha. Anh Hiếu ơi, hả? Bây giờ anh có chọn bạn này hay không? Nhạc trữ tình. Dạ có. Có thuộc nhiều bài không? Dạ cũng sơ hình xui anh. Anh có yêu cầu bài gì không? Em thử hát một bài cải lương đi em. Cái này nó xa quá anh. Ê Ti ơi, mình hỏi người ta về R&B rồi mấy bài nhạc trẻ mà yêu cầu người ta hát cải lương. Ủa thì bạn nói là bạn biết rất là nhiều. Thấy chưa? Mình phải tin vào giới trẻ chứ. Nhưng mà em cũng hát được có một câu thôi nha. Ừ, một câu là cũng mừng lắm rồi. Điệp ơi mai em lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Rồi bây giờ là hai đội trưởng nè. Ớt tê sẽ trình diễn ớt tê là một con ớt mà bị tê á hả? Đúng không? ST rap một đoạn cho bạn thấy khả năng của một đội trưởng nè. Hey yo ABC, you wanna come to me? Hey mày đại cả. Big size or small size? Như vậy là hai người đội trưởng đều chọn em hết. Và bây giờ quyền quyết định là của em chọn về đội nào? Mà anh Hiếu chưa thể hiện mà, làm sao biết được. Không, nhưng mà thấy là bé là hợp với ST rồi. Bé thích đi về đội ai thì về thôi. Nếu mà hay anh Hiếu dễ tính quá ha. Kỹ đi, dạ chọn sao? Anh hay không? Anh có chọn không? Sợ anh muốn chọn mà bé không chọn anh thôi. Anh đừng lo sợ, đừng lo lắng. Em, chọn ai? Dạ, chắc là em trùng sống thì em xin chọn anh ST. Yeah. Ôm anh ST cá về chỗ em. Ngồi về
được. Bối rối quá. Dạ thưa quý vị, như vậy là thành viên đầu tiên của đội ST. ST đã có mặt rồi. Bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Đêm chia ly, mưa buồn rơi héo hắt. Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Bao yêu thương nơi này ta đã có, chính nơi đây chúng ta xa rời nhau. Khi yêu nhau, bây giờ anh mới biết trái tim em không còn như lúc trước. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước, đường đi mới sẽ vắng bóng em bên đời anh. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau xa vời. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc buồn đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau xa vời. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc buồn đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay, dù biết sẽ tốt cho nhau. Bước cứ bước em về với người, lòng vẫn không nói nên câu rằng em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Chào em. Trời ơi anh ơi, anh xúc động lắm em. Em làm anh nhớ là một thời trẻ trâu của anh quá. Em ơi, chỉ về mình à. Dạ, trước tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt ở đây cũng như là tất cả khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Trần Tiến Tới, hiện tại em đang là sinh viên và năm nay em 19 tuổi. Tiến Tới. Trời ơi. Sinh viên 19 tuổi. Em Tiến học trường nào? Dạ em đang học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hồ Chí Minh. Khoa thanh nhạc. Dạ. Cùng trường với anh Huy luôn đó em. Đồng môn đó. Đó, anh học viết rồi bây giờ anh Thanh là MC. Anh không có làm ca sĩ nữa. Em ơi, bỏ qua vấn đề đó đi nào. Sở trường của em hát nhạc gì nào? Dạ, sở trường của em thì là nhạc trẻ. À, nhạc trẻ, có biết hát nhạc bolero không? Dạ, biết. Biết luôn, có biết hát nhạc rock không? Dạ, nhạc rock thì chắc không biết. Cải lương? Dạ, không luôn. Về được rồi. Anh Hiếu có ý kiến gì không? Em có thuộc nhiều bài không em? Sinh viên khoa nhạc em nghĩ là em thuộc cũng khá bài hát. Mấy bài xưa em có thuộc không? Dạ, bài thuộc. Này 10 năm anh Hiếu. 10 năm rồi hả? Ừ, dạ anh mà thuộc. Nhanh hit của Ngô Kiến Huy đó anh. Công nhận nghe cái bài này tự nhiên nhớ thiệt. Cái đời trẻ trâu của em. Tại vì hồi xưa lúc mà em nổi á, là anh đi đi qua chị Thanh Thảo, anh mấy cái đĩa của em á, anh đi chở hàng mà. Anh đi bọc đĩa giùm cho em. Trời ơi đó. Ngày tháng đó mãi khắc trong tim, có bao giờ quên. Em ơi. Dạ. Như vậy là anh Hiếu đã có câu hỏi cho em là biết rất nhiều thể loại nhạc rồi. Nhưng mà bây giờ không biết ST, bà có muốn chọn thành viên này về đội mình hay không? Bây giờ con trai chắc hỏi tuổi được nè, em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 99. Ồ em sinh năm 99 nè, em trẻ quá cho nên em về đội anh Hiếu đi. Là sao? Tại giờ nãy anh Hiếu nói Hiếu 9X. Đâu có, nói lộn. Chứ đâu phải làm gì 9X trời. Anh Hiếu là năm 90. 89,9. 1989. Tính ra là gần 80 rồi nhưng mà mình khai gian tuổi. Tại vì 80 tuổi rồi. Không phải.
Nói chung là cũng già rồi nhưng mà không có dám khai tuổi thôi. Tại vì mình khai tuổi nghệ sĩ già quá. Đúng rồi. Cũng hơi kỳ. Giống như là không, em biết tuổi anh Hiếu, em khẳng định luôn mọi người là anh Hiếu năm nay mới 19 tuổi. Anh Hiếu trẻ mà. 19 tuổi nha. Thôi đừng có an ủi. Thôi đang. Nói chung là nhìn em cũng hiền hiền giống anh, mong là em sẽ về đội của anh để hai anh em mình chiến thắng trong những vòng thi sắp tới. Về luôn. Không cho tôi nói một câu nào. Như vậy là đội của anh Hiếu đã sở hữu một thành viên tên gọi Tiến Tới. Thiệt, cái tên này không thể thua được luôn. Cái tên Tiến Tới khó thua lắm nghe. Nhưng chúng ta vẫn còn hai ẩn số nữa. Và bây giờ xin mời các bạn hãy đến với thí sinh number 3. Một ngày vẫn thế, vẫn lại thế ngày sau. Đêm vẫn trôi qua đủ 24 giờ. Và chẳng có chi để mong chờ. Từ ngày em đến, thấy đêm đêm tàn nhanh hơn. Sớm mai khe khàn ru, em nghe hồn ta như mơ. Từ ngày em đến ấy, nắng đã xua tan màn đêm nơi chân trời. Và tìm em anh mãi cất giữ cho trái tim không rời. Đàn tên em nóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời. Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Ta 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 ta. Ngoài kia chẳng như là mơ, thì em chỉ mong thời gian thường quan thương mãi, chỉ mong về nhà mình anh luôn mong chờ để mà vơi đi bao nhung nhớ. Từ ngày em đến anh, nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời. Và tim em mãi cất giữ trong trái tim không rời. Và nghe thầm sóng gió bao tố níu đôi chân của anh trên đường đời. Anh sẽ yêu em mãi thôi. Từ ngày em đến anh, nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời. Và tim em mãi cất giữ cho trái tim không rời. Đàn tên em nóng gió bao tố níu đôi chân của anh trên đường đời. Anh sẽ yêu em mãi thôi. Anh sẽ yêu em mãi thôi. Annyeonghaseyo. Chào mừng các bạn. Hàn Kiều đi. Hàn Kiều đi. Song Tzu Phật Tzu Gat Chom Bất Sâm Sâm Bất. Quá quen thuộc rồi. Nhưng mà bây giờ hãy để cho bạn ấy tự giới thiệu về mình. Xin mời em. Chào mấy anh, em tên là Phát La. Em là sĩ quyền. Và ngày hôm nay em đến với chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Em cao 1m7, nặng 69kg. 92, 84 và 92. Là cái gì vậy? Số đo ba vòng đó anh. Mình phải cô luôn. 92, ô 1, 9, 9. Em tập tạ mà anh. Bác là, bạn ấy là một diễn viên, là một ca sĩ. Em nãy mới hát mà anh là ca sĩ. Ca sĩ, ừ, ca sĩ nha. Em tập cả đêm đó anh. Em feel rất là tốt là dạ. Hồi tối hôm qua em feel cái đó là hẳn là mẹ em vỗ tay luôn mà. Em feel cái đó nhà em tập á. Mẹ em vỗ tay luôn. Bây giờ, anh Hiếu ơi. Hả? Hỏi đi. Thì La biết nhiều bài hát, chắc biết nhiều hơn. Hỏi gì cười vậy? Sao cười vậy ta? Anh Hiếu còn câu hỏi nào mới hơn không? Nãy giờ ba bạn anh hỏi không, gian nhau à. Anh hỏi khác đi, ví dụ là sở trường bạn ấy là hát nhạc gì đi. Ờ. Đó,
thì chắc là biết nhiều bài. Tại vì chơi cái này biết nhiều bài là được rồi, đúng không? Với lại tôi La ơi, tại vì bên đội anh giờ hai người cũng nó yên ắng quá, mà em thì rất là vui, mong là em về đội tụi anh cho nó vui hơn tí. Yeah, anh sẽ nhường em qua đội anh Hiếu. Vậy luôn á hả? Chỉ có mình anh Hiếu chọn em hả? Em cho anh suy nghĩ lại đó anh ST. Anh sẽ suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại một xíu đi. Anh nghĩ là em nên về đội anh đúng Hiếu. Rồi. Không phải, không phải. Chứ người chơi nên nghĩ được về đội. Ủa mà bây giờ bên đây không cho về rồi em tự về đây được không? Dạ là sao anh? Nếu mà bên ST không cho em về, em tự động em vô cũng được mà đúng không? Vậy là mày đây nè. Ủa. Thật ra anh có một lý do, anh có một lý do rất là lớn lao là tại vì đội của anh á là bản thân anh là một người đã không có bình thường rồi. Với một cái bạn nữ cũng hơi giống anh. Cũng khá như vậy đó. Mà bây giờ kết nạp em vô nữa thì cái đội anh nó sẽ loạn lắm. Nên là anh nghĩ là em nên qua đội anh Hiếu. Anh à, nhưng mà anh phải suy nghĩ là thôi kệ em ơi, giờ không cho rồi, thôi đem qua đội anh chứ biết sao được. Dạ, không, tại vì thật sự là trong đầu em đã định sẵn là em chọn anh Hiếu rồi. Nhưng mà em vẫn muốn có một cái sự đó nó dành tranh giành đúng không? Ờ đúng rồi, mình có giá. Ờ nó dành xé rồi anh. Anh Huy bây giờ không ấy, anh giả bộ anh chọn em. Ok, anh diễn nét. Anh đóng vai. Huy, cái Huy bạn rồi. Có chọn mắt anh không? Anh chọn em đi. Em về đội anh Hiếu đi. Quay lưng đi, đừng trông mong chi. Bởi phút giây biệt ly, chẳng ai thương cho ai xin. Bây giờ em đi về với đội anh Hiếu đi nè. Anh sẽ đưa em về. Nè. Ok. Rồi, ok. Thưa quý vị, bây giờ là thí sinh cuối cùng. Hôm nay tôi muốn gặp hôn anh, là đôi môi ấm nóng mùa thu nhàng bấm hoa ôm anh, tôi muốn được ôm anh, chắc chắn đêm nay mình sẽ đến ngập tràn bên ô cửa sổ lạ, rằng là tình chúng ta chẳng về đâu, rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâu. Là thấy như bao tia nắng hát lên đôi ba lời tình ca, thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bên bờ, thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh, lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ôm anh, tôi muốn được ôm anh, thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ, rằng là tình chúng ta chẳng về đâu, rằng là tình sẽ qua chẳng ngờ lâu. Được hôn anh là thấy tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa, là thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca, thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh đang kiếm tìm một bên bờ, thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ. Là thấy tôi như hồn mây
ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ. Tự nhiên đó đâu ra một cái diễn viên múa minh họa bất đắc dĩ vậy? Ủa, tôi chỉ diễn minh họa thôi, còn hồi nãy cái đoạn mà giả vờ yêu là hai người diễn tù ở đây đó. Rất là quen thuộc thưa quý vị khán giả, không ai khác, xin được trân trọng giới thiệu Em Nói Đi. Lời nói đầu tiên thì cho Trương Minh xin phép gửi lời chào đến hai MC xinh đẹp và bên nhạc và tất cả mọi người đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay ạ. Cái gì? Để em nói nè, để em giới thiệu tiếp nè. Tên thật của em là Bùi Bảo Trang và nghệ danh của em là Trang My. Và em đang làm ca sĩ trẻ, mong là mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình cho phần thi của tất cả mọi người ngày hôm nay ạ. Và chị biết là Trang My, thể loại sở trường của em không phải là nhạc trẻ. Đúng rồi. Là bolero. Dạ, em cũng hát được bolero, rồi ca cổ, rồi dân ca. Hát rồi... hip hop được không em? Hip hop hả? Hip hop cho anh chỉ em đi. Em chưa học. Trời ơi, ông Hoàng hip hop, ông nhảy không, ông không hát. Tiếp đi My. Dạ, hết rồi ạ. Cho em nó thể hiện đoạn dân ca cho mọi người nghe nè em. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, em bên bồi anh bên lỡ mong chờ. Trời ơi, ngọt như mía lùi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái này là gu của anh Hiếu, mà anh Hiếu giờ hết chọn. Trời, hết được quyền chọn rồi. Đổi được không? À, gì anh? Đổi, anh đổi nha. Tại vì không có biết Giang My thôi, không biết Giang My ra sao cùng. Nếu biết thì để là mày đai. Phải đã, nhưng mà anh tính đổi ai? Tim em rồi. Anh đổi em chứ đổi ai? Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Ôi cha ơi, anh Hiếu vậy? Đúng hả? Anh Hiếu không được hả? Được không? Anh không biết Phát La có thể hát được rất nhiều dòng nhạc hay không? Lá. Nhưng mà hát dở chứ, sợ hát dở hả? Ông bà ta thường nói hát hay không bằng hay hát. Hát một câu tất ca cả nè. Những thể loại giữa Việt Nam em nắm trong lòng bàn tay anh. Thì anh biết rồi, nhưng mà đây có chấm điểm hát hay hát dở không ta? Ông hát đúng rồi được rồi. Em hát... Ok, anh biết rồi. Thể loại okay, hát đúng rồi được. Okay. Anh biết em bình tĩnh. Ok. Em bình tĩnh rồi đúng không? Xin lỗi em. Tại vì anh có cái ý nghĩ muốn đổi em. Anh xin lỗi. Dạ, không sao, không sao. Anh muốn bỏ em, muốn đổi. Chưa gì thấy lục đục nội bộ rồi đó. Không, mình hơi bị mông lung không tí không? Đây nè anh Hiếu, để em khẳng định cho anh biết tài năng của La là một câu dân ca nghe chơi em. Anh Hiếu à, thật ra là em đã hát dân ca từ năm 4 tuổi rưỡi. Ngày hôm nay em sẽ hát một câu dân ca tặng anh Hiếu. Mấy đờn không? Mấy đờn không? Dạ thôi được rồi. Anh đờn lắc đầu rồi. Chuẩn bị. Vô. Con còn là cô bay là. Ê, từ từ chị. Em chưa có tập trước. Nhưng mà hôm qua em qua em cũng hát câu này mà mẹ em cũng vỗ tay đó. Mẹ em là người phụ nữ nhân đạo nhất thế giới đây. Thôi em nên về chỗ lại ha. Anh Hiếu, anh an tâm nha. Không hát đúng được, tiếng người hát đúng là được. Dạ, đúng rồi anh. Đừng lo lắng. Ơi, tôi thấy căng thẳng quá. Em sẽ luôn ủng hộ anh. Chúng tôi rất là
cảm động bởi vì số ngày hôm nay chúng tôi đã có được những cái nhân tố cực kỳ cộm cán. À, nhưng mà trước khi chúng ta đến với vòng chơi đầu tiên thì đề nghị hai đội trưởng chúng ta chọn tên của đội mình đi nè. Rồi bây giờ đội tôi viết đặt tên gì bây giờ? Bảo Trang, Bảo Quyên đi, Bảo Thi bây giờ cũng đặt tên. Đội Bảo Táp, đúng không? Được. Được. Đội Bảo Táp nha. Bảo rồi Bảo Táp. Táp. Bảo Táp là tên của đội ST. Rồi bây giờ anh Hiếu, Bảo gì? Bây giờ lấy tên gì? Lấy tên gì được à? Lấy tên gì được? Lấy Phong Ba đi. Bên kia Bảo Táp, bên đây Phong Ba đi. Bảo Táp hả? Bảo Táp bây giờ Táp hả? Táp tới đó. Vậy mình lấy Táp Bảo đi anh. Táp Bảo. Táp là cái Bảo. À, Táp okay. Bảo. Táp Bảo. Như vậy chúng ta có hai đội chơi. Thứ nhất đó chính là Bảo Táp. Thứ hai đó chính là Táp Bảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi đầu tiên. Đó chính là vòng tàng hình. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Vòng thi đấu tàng hình. Ở vòng thi đầu tiên này chúng tôi sẽ có 3 bài hát. Và nếu đội trên nào đạt được 2 bài hát trước, đó là đội chiến thắng, giải thưởng là 3 triệu đồng. Bây giờ anh Hiếu ơi và ST ơi, chúng ta sẽ cùng nhau làm thủ tục đầu tiên để giành quyền trả lời trước bằng cách văn minh quảnh tù xì. Em vừa anh trước luôn á. Anh nói chung anh phải lấy kinh nghiệm trước. Ok, anh thường thị đi. Bây giờ em đếm 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Rồi xong. Bây giờ anh Hiếu chọn là đội của anh Hiếu sẽ thi trước hay là đội ST thi trước. Anh được quyền chọn luôn. Đội nào thi trước có lợi hơn. Vậy hả? Em thật, em nói thật. À, em thấy anh thật thà quá cho nên em cũng phải thật thà với anh. Đừng nghe những gì cô ấy thôi cho nói. Đừng nghe những gì cho đội ST đâu. Đội ST thi trước đi. Đội ST thi trước. Thất bại. ST ơi, bây giờ hai thành viên của anh Hiếu đó, bạn chọn ai? Sao? Cái này là lạ. Đọc. Bạn chọn cái nào? Thôi thì mình cũng hơi phụ với bạn quá đó. Nên là anh sẽ cho em một cơ hội để em mở màn chương trình này. Rồi xin mời Hiếu về vị trí của bạn. Đây là Phát La sẽ đấu với ST. Anh Hiếu, trước khi thi anh có lời nào gửi gắm cho thành viên đội mình không? Nói chung là anh biết chắc chắn là La sẽ thắng rồi. Ồ oh. Anh giống mẹ em quá. Mẹ em nào cũng khen em vậy đó. Thôi để anh để cho anh Hiếu có một cái niềm tin lớn lao cho em nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ hai đội sẵn sàng nha. Lưu ý, sau khi câu hỏi xuất hiện chúng tôi sẽ có hiệu lệnh 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Khi đó các bạn mới được nhấn chuông và hãy nhớ để tay xa chuông. Nếu nhấn chuông sớm các bạn sẽ không được quyền trả lời và mất quyền trả lời. La ơi, hiểu không mà sao mặt em thấy kỳ kỳ vậy? Trời, bây giờ anh hỏi ngược lại luôn đó. Làm như ai vô đội anh Hiếu cũng bị lay á anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời bạn hệ thống. Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lông nhông ngoài mưa lấm lem buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vô tư chạy theo lũ bạn thật hiền. Từng chiều dòng chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Và bây giờ sẽ là thử thách của chúng tôi. Các bạn hãy lưu ý, dòng chữ màu vàng đang nhấp nháy và sẽ biến mất trong vòng 5 giây. Hãy ghi nhớ dòng chữ này. Quá dễ. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Bảo Táp. Với cánh diều ngày ấy,
bao ước mơ tuổi thơ. Hãy nhớ mãi tuổi thần tiên, một thời hát múa hồn nhiên. Và bao thời gian giờ đây đã lớn khôn, bên anh dường như thấy sao thẹn thùng. Quên nhau từ khi tình yêu chưa biết gì, vô tư chạy theo lũ ban ngày nào. Từng chiều giống chơi tháng ngày, u vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Jessie ơi, mời bạn đọc lại. Bên anh dường như thấy sao thẹn thùng. Chúng ta đã ghi nhận hai đáp án của bạn hát và đọc. Xin mời bạn hệ thống. Chúc mừng, điểm đầu tiên đã dành cho Bảo Táp. La ơi, em còn ở đó không? Làm như đây có cái huồn của anh Hiếu sao? Nó bị kỳ kỳ ở đây. Không sao. Em nhấn mà, em nhấn nhanh mà ta. Em nhấn phải bằng cả trái tim. Ừ. Vậy là phải nhấn vậy Bảo mà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo, xin mời bạn hệ thống. Xin mời ban nhạc. Trời ơi, bài này dễ. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Và sau đây là thử thách của chương trình. Để tay ra khỏi chuông, để tay ra khỏi chuông. Chừng nào kêu bấm mới bấm. 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Thấy chưa? Cái chuông bị hư em rồi. Em nhấn chậm hơn bên đây. Em nói. Anh giả bộ anh nhấn chậm xíu luôn. Xin mời Bảo Táp. Nếu ngày mai xa cách nhau, nhau anh chẳng đưa âu sầu. Trời sắp đổ cơn mau, đôi ta chẳng tan vỡ. Sau biến tình đầu, rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể dâu. Yêu nhau từ độ nào, mây mùa trăng lên cao. Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao. Mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời, có lẽ không gặp nhau. Em về kéo trời mưa mông. Hãy đọc bài nào. Đang ôn bài. Nhớ kỹ nghe, từng chữ một nha. Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu. Vâng, chúng tôi đã ghi nhận. Và bây giờ sẽ là đánh giá của bạn hệ thống, xin mời. Ấy thế mà hai bài hát đã trôi qua, chiến thắng dĩ nhiên nằm trong tay của đội Bảo Táp rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn một bài hát nữa. La 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 la. Em xin lỗi anh Hiếu, em xin lỗi anh. Không có gì đâu em ơi, cố gắng lấy lại danh dự đi em. Dạ. Ok, cái bài này là bài của em. Ok. Không, anh nói vậy anh sỉ nhục em. Anh cứ bấm đèn ngoài. Anh bấm nhẹ. Đúng rồi, anh bấm chậm thôi nha. Rồi, hai người trật tự. Bài 3 bắt đầu. Oh. Yeah.
là sai nhưng mà không phải ai đến cũng bừa bãi cà phê nhiều quá lại hóa ra thừa thãi. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh thì cái đôi mắt của em thật lung linh, nhưng mà em chưa 18 nên anh nào dám phải thật bình tĩnh trên trời đừng có tham anh nha. Bài này dư đọc không à? Thuộc bài này không là thuộc chứ? Dạ không anh ơi. Sẽ quyết tâm. 10 giây những nhớ chuông bắt đầu. Rồi Táp Bảo. Có những phút suy tư thật xa xăm, nhưng không muốn tâm tư tuổi 18. Thế sẽ mới bảo là ở ngoài kia nắng hay mưa giông chờ ta. Sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai, trước yêu ai vào ngày mai đúng sai sẽ không nhận ra. First time lần đầu được ngồi bên em, this is my first time lần đầu được chạm môi la 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 la, my first time lần đầu được cầm tay em, this is my first time và thấy trái tim bỗng nhiên yêu đời. Hey baby, come on baby, phát la hát chữ lá la 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 tới tên của bạn không phải hát. Em đang nhìn tự nhiên cái chỗ chấp chấp nó biến mất anh. Đúng rồi, em không thấy. Bây giờ cho em cơ hội nè, lấy lại danh dự đội trưởng nè. Đọc okay. Lại lần nữa, đọc từng chữ một thôi. Ok được à, tập trung nha. Vô 2 3 sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai, gặp ai ngoài đường sao? Vô tình gặp ai, gặp ai sao? Gặp nói ai đi. Cho em một chữ, em gợi ý một chữ được. Anh sẽ gợi ý cho em gặp chữ chôn giấu cuối cùng. Ờ thế có ờ những lúc đi có những lúc suy tư mình chôn giấu. Wow, có những lúc suy tư mình chôn giấu, trời ơi tôi vất vả lắm luôn á. Xin mời bản hệ thống cố lên danh dự của đội. Mất luôn cái danh dự còn lại rồi. Thấy hết những tâm tư mình chôn giấu. Em xin lỗi thiếu. Ra là anh thi mùa 1 rồi. Dạ. Nay là qua mùa 2 rồi. Dạ. Anh chưa có bao giờ được 3 điểm như vậy luôn á. Đâu thì vậy. Trời ơi. Như một nhát dao. Anh à, anh dẫn em đi ăn đi. Ok. Phải có em anh mới được cái kỷ luật này nè. Em có hiểu tại sao anh đã gửi em qua đội khác không? Để mình làm một cái chiến thuật. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa anh thiếu. Anh thấy đồng đội mình sao? Cũng không muốn coi. Giờ trái tim lại nát tan, ngày quá say đắm bỗng dưng xa lạ. Sợ trái ngang, sợ dối gian, sợ những vết xước tim mình đau. Trời thấy thua 2-2 rồi thôi. Sau vòng này, Bảo Táp, Táp Ba đi đâu? Không sao đâu, anh nghĩ là Phát La cố ý thôi. Với cái tài năng của bạn ấy thì mấy bài này không phải là vấn đề gì hết. Chỉ có không biết thôi. Không biết là chính thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vòng thi đấu kế tiếp với tên gọi đó chính là Phản Chiếu. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ. Và đây là vòng thi đấu kế tiếp tên gọi Phản Chiếu. Vòng chơi này chúng ta cũng vẫn sẽ có 3 bài hát như vòng thi trước, nhưng với thử thách là dòng chữ màu vàng sẽ lật ngược lại như các bạn đang nhìn qua một tấm gương, chứ nó sẽ không mất đi. Đối với vòng chơi này thì tiền thưởng nó sẽ lên tới 6 triệu đồng. Và bây giờ thì ST, bạn sẽ về chỗ dành cho thành viên của đội mình để đấu với Hồ Quang Hiếu. Xin mời anh Hiếu ạ. À. Xin mời Hồ Quang Hiếu. Đúng rồi, dạ. Hiếu phải chọn đi, người nha. Đi về đi. Anh Hiếu về chỗ của Phát La nè. Anh phải lấy lại danh dự cho đội mình nha anh Hiếu. Anh lấy gấp đôi lại. Em có yên tâm. Đi về đi. Đi về đi, anh trả thù cho. Bây giờ thì anh Hồ Quang Hiếu, anh sẽ chọn một thành viên bất kỳ trong đội của ST để thách đấu với mình. Bây giờ giữa Bảo Trang và Bảo Quyên, anh sẽ chọn ai đây? Ai cũng dễ thương hết, nhưng mà
mình sẽ chọn Giang My ra đấu với mình. Rồi, xin mời Giang My. Ok. Em sẽ thế chỗ của Esty. Cố lên. Yeah. Đó, thắng vòng đầu rồi, có lửa lắm. Như vậy, anh Hiếu sẽ đấu với Giang My. Hãy xem, ở vòng thi đấu kế tiếp 6 triệu thuộc về ai? Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên. Xin mời bản hệ thống. Xin mời ban nhạc. Giờ anh đã mất những phút vô tư thuở nào. Từ khi em đến mang những yêu thương nồng cháo, để khi anh biết đã cách xa em thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vơi. Giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời. Xin mời báo tác. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Không bao giờ đến bên người. Từ khi anh biết em đã yêu anh thật nhiều, là khi anh biết bao đắng cay trong tình yêu. Làm sao mới thật ngọt ngào. Trôi tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo anh mãi tận chốn nào. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, nhưng dấu yêu còn mãi không rời. Em ơi, ráng đọc lại đi em. Em xin lỗi SD. Đọc lại đọc đi lại em. Nào. Làm sao vơi bớt đi tiếng yêu ngọt ngào, tiếng yêu thương. Làm sao vơi bớt đi tiếng yêu thương ngọt ngào cùng bao cùng bao âm. Ủa sao nhắc hết vậy trời. Thôi bây giờ nè, hỏi bạn hệ thống cho lẹ. Ừ, hệ thống. Bé nó không biết rồi. Xin mời. Đây là điểm đầu tiên đã về đội của anh Hồ Quang Hiếu. Làm sao vơi bớt đi tiếng yêu thương ngọt ngào cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau. Đau quá. Và bây giờ xin mời bài hát kế tiếp. Xin mời ban nhạc. Từng ngày là tia nắng ấm vòng tay em xanh ước mơ. Ngày lại ngày qua phố mang ngày thơ chưa vui sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm. Dây nhấn chuông. Anh Hiếu ơi, xa xa nó chuông vào. Bắt đầu. Xin mời báo tác.
dịu dàng từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca, bồng bềnh từ nắng mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Ôi cuộc đời như ngàn lá hoa, cầm tay bướm quên ngày tháng qua. Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui cười từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đò đầy. Đôi chân xuân nhẹ nặng mềm mong một nơi đất trời thanh thang. Yeah, gặp lại nha. Trao cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn đọa đầy. Và xin mời bảng hệ thống đánh giá. Chúc mừng Yami, một điểm bạn đã ghi cho mình. Ủa anh Hiếu, bài này cũng thời mình đó. Nói chung là anh biết, nhưng mà chẳng lẽ anh thắng thì nó không có hay nữa, nên là anh nhường. Chiến thuật đúng không? Nhường đúng, thì chơi mới hay chứ. Dúng nãy của em là anh không muốn chơi luôn á. Ok. Là em là người làm mất danh dự của đội Hiếu. Thua trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát quyết định. Cuối cùng. Xin mời. Xin mời ban nhạc. Bài này dễ luôn á. Bài này dễ. Và nếu em muốn đi xa nơi anh, gần đây tình yêu nơi anh, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em hiểu, giờ lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra và em là giá trị để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Nói chung là cái này chắc anh nhường cho em luôn. 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Bảo Tháp. Đời. Và anh cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi, tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế trong những đêm. Để anh một mình nhé, em cứ đi, đập nát hết ngày tháng qua cứ đi. Vì anh đã chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào nối tay thời gian. Đọc lại nào. Xong, đọc liền em ơi, đọc liền. Không suy nghĩ. Đọc đi Thi. 3 2 1 Chẳng thể nào nói thay anh biết. Em đọc cái gì vậy? Được một người. Hệ thống xin mời. Sao em có thấy đội trưởng không? Không cần hát, đúng không? Anh đứng là anh không hát luôn là anh thắng rồi. Nhớ học hỏi nha. Nhớ học hỏi kìa. Và với chiến thuật này, đứng yên để nhận điểm. Đúng không? Đứng yên cái có 6 triệu rồi em. Cuối cùng thì Táp Bảo. Anh ơi, anh Táp luôn, Bảo Táp rồi. Anh đã giành chiến thắng 6 triệu đồng. Xin chúc mừng đội của Hồ Văn Hiếu. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi tiếp theo được mang tên Dream Team. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ, và đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên Dream Team. Ở vòng thi này, hai đội trưởng sẽ cùng thi đấu với thành viên cuối cùng của đội mình.
và luật chơi sẽ tương tự vòng 1, vòng 2, nhưng có điều dòng chữ sẽ không biến mất đi, cũng không đảo ngược lại, nhưng thứ tự của từng từ trong câu hát đó sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Chính xác. Nhiệm vụ của các bạn là sắp xếp lại và hát đúng y chang. Nếu thắng vòng chơi này, các bạn sẽ sở hữu cho mình giải thưởng trị giá 9 triệu đồng. Bây giờ bài hát đầu tiên xin mời. Xin mời ban nhạc. Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh. Mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Đến một ngày nhìn anh, em hé cười, nụ cười dành cho anh ngàn ước mơ. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Và 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Bảo Táp. Gần bên em, nhận ra em. Miền đồng xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm, và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo ở trong anh, một mùa hoa bên em đang tỏa ngát hương. Anh mang theo trên đường đời hình em trong trái tim, và anh mong suốt đời yêu em. Bạn ơi, đọc lại một lần nữa nào. Một mùa hoa bên em đang tỏa ngát hương. Anh mang theo trên đường đời hình em trong trái tim, và anh mong suốt đời yêu em. Xin mời bảo hệ thống đánh giá. Một điểm đầu tiên dành cho Bảo Táp. Sao mình chiến đoạt? Ủa, chưa thua mà. Chưa. Mới bài đầu tiên hả? 30 chưa phải là Tết. Đúng rồi. Yeah. Chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo. Xin mời. Xin mời ban nhạc. Oh man, sao bài hay không ạ? Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh. Đêm nay lại gần bên anh, vẫn biết đôi ta chia tay, nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh. Bài này hay nè. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Trời ơi Hiếu ơi, muốn lật nào vậy? Bảo Táp. Lại đây bên anh, hãy nói ta luôn bên nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi, cho anh đừng buồn chia ly. Lại gần với anh. Hãy cố gắng lên trong ta từng ngày qua bao đắng.
đang yêu như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Xin mời đọc lại. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa. Xin mời bạn hệ thống đánh giá. Chính xác. Hiếu, anh ngẹn ngào quá. Bây giờ anh còn chiến lược nào để thay đổi mà. Không phải bấm không kịp thua rồi, chiến lược gì nữa trời. Hai câu rồi. Bây giờ mới bấm nhanh hơn chứ sao giờ trời. Không, nãy bấm rồi nhưng mà không kịp. Bài này biết, bài này thuộc lòng luôn. Bây giờ tiến tới đó anh. Bây giờ anh ráng tiến tới đi anh. Chứ anh đừng lập thêm kỷ lục mới nha anh. Bài hát cuối cùng xin mời. Xin mời ban nhạc. Đã đến lúc em phải đi xa, đến lúc chia lìa đôi ngã, hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi. Và như thế nhẹ nhàng bình minh đến rất nhanh, dịu dàng từng cơn gió ngát say, một ngày nằm yên mái tóc hiền lành. Và 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Tác Bảo. Đã có lúc em phải quên đi, có lúc em lại suy nghĩ. Đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày. Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày, mới hôm nào thời gian là nhiều. Đếm xem nay còn lại bao nhiêu, nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Lỡ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi, có chút ánh sáng phía cuối con đường, khi đôi tay em dần dần buồn, nắng vẫn lên nhẹ nhàng. Đọc lại nào em. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay. Xin mời bạn hệ thống đánh giá. Chính xác. Ít ra cũng có một điểm đỡ gạt đúng không Hiếu? Đúng rồi, đỡ quê. Như vậy chiến thắng 9 triệu đồng đã thuộc về đội Bảo Tấp. Yeah. Bây giờ xin mời hai thành viên còn lại hãy hòa về đội của mình đi nè. Xin mời. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ, và đây là vòng thi đấu thứ tư, tên gọi đó chính là biến hóa khôn lường. Dĩ nhiên tên gọi của nó nói lên tất cả. Tại vòng thi này là vòng thi có tiền thưởng cao nhất, đó chính là 12 triệu đồng. Yeah. Cái gì ghê vậy? 12 triệu. Nhắm lấy được không? Được. Rồi bên đây sẵn luôn. Bên đây rối rét rồi. 1, 2, 3. Yeah. Trời đất ơi. Bên kia ve là trên trển. Đây ve dưới đất nè. Lụm còn được nữa. Như vậy, luật chơi vòng 4 mình như sau. Chúng tôi sẽ có hai chủ đề, và mỗi đội chơi sẽ lựa chọn một chủ đề tương ứng với một bài hát bất kỳ liên quan đến chủ đề đó. Và trong bài hát này sẽ bao gồm tất cả những thử thách từ vòng 1 đến vòng 3. Trong mỗi đội phải cử ra được ai mà các bạn tin tưởng là người có thể thuộc bài hát này. Bởi vì chúng tôi chỉ có cho phép một người hát duy nhất, và hai người còn lại không được quyền nhắc.
Và trong vòng chơi này thì đề nghị hai đội trưởng lại tiếp tục ánh tù xì để xem ai sẽ là người được quyền chọn chủ đề cho mình đầu tiên. Vô, IT. Cứ mỗi lần ánh tù xì là mặt IT quan mang à. Kỳ ghê. Một. Ok chưa? Một. Hai. Ba. Một, hai, ba. Hai, ba. Thế là đội của anh Hồ Quang Hiếu sẽ là đội được chọn chủ đề trước tiên. Xin mời chủ đề của vòng chơi cuối cùng. Anh Hiếu chọn bức hình nào? Bức hình anh cô gái đi hay là thấy cưng là... không thấy cô gái giống la không? Cô gái đi. Cô gái, chọn chủ đề cô gái, xin mời. Dễ thích là thưa các bạn, hình ảnh này một cô gái cười răng trắng như tẩy trắng răng, đứng phía sau là lũy tre làng bận chiếc áo bà ba. Đây là ca khúc Duyên Quê. Ai sẽ là người thể hiện ca khúc này ạ? Dạ anh Hiếu rất là tin tưởng em, đúng không anh Hiếu? Ủa anh mới kêu anh thuộc bài này mà. Ôi dạ, vậy thôi anh Hiếu quán đi. Rồi xin mời anh Hiếu ạ. Xin mời Hồ Quang Hiếu. Xin mời ban nhạc. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sau rèm. Sau 5 giây sẽ là phần thể hiện của Hồ Quang Hiếu. Ai hát ngoài ao chừng ngồi giặt ngao, dòng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mực vào lòng. Anh cuốc giường sâu mặt trời lên đầu, chà đà 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 đà, em biết chăng đây đó cũng tình. Một thử thách khác ạ. Xin mời. Gió sao áo mèo, anh thương em không kể giàu nghèo, miền răng tinh đằng sớm theo, núi cao em cùng trèo, sông sâu em cùng lội, vàng đeo em cùng qua. Còn nữa. Gió lay cành đa, anh thương em, anh thương em thật thà. Mưa lấy hoa cà, da em quá mặn mà thương sao giọt mồ hôi đẹp quá má mặn mồ hôi. Dăm miếng trầu cây, một buồng cầu trắng, một buồng cầu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều chanh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Yeah! Chúc mừng đội của anh Hiếu, Táp Bảo đã vượt được qua hai thử thách. Ủa mà xí cái này nhạc dân ca ở đâu mà anh hát ra tiếng Huế luôn người ta. Em không biết anh lạ. Miền Trung đúng không? Miền Trung thôi. Dạ đúng rồi, cũng có chút miền Trung. Bây giờ là chủ đề dành cho đội của ST, đội Bảo Táp xin mời. Một cuốn lịch, trên đây lịch là ngày 14,
tháng 2 và ở dưới có chữ nhỏ nhỏ là vào ngày mùng 5 tháng Giêng. Và ca khúc của các bạn đó chính là Ra Giêng Anh Cứ Em. Ai thua? Bảo Nguyên. Ở trong tờ lịch có hình đám cưới cho nên đây là ca khúc Ra Giêng Anh Cứ Em. Ừ. Không nhắc nha, nhắc là mất lượt đấy. Xin mời ban nhạc. Ngô kỳ thời con kiến mới leo dây, Nam mô Di Bố Phù, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phù, gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc sơn. Nam mô Di Bố Phà. Trời quá dễ luôn á trời. Ngô kỳ thời bên nước giới cây đa, em ơi anh vẫn chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng ruộng xa anh gieo chín vàng, bìm bịp nó kêu nước lên ra giêng anh cưới em. Tiếp 5 giây. Mẹ về nhà đang treo cả con thơ, khoan khoan con sẽ về để mai mình gieo đám mà. Nam mô Di Bố Phù, gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ ta nó dâng, ta yêu nhau thiết tha. Cuối cùng sai đi em ơi. Mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng, em ơi anh vẫn chờ để em về thưa với mẹ. Khi ra viên tính liền cánh đồng. Anh lại 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 được không? Anh cho em lại đi. Thôi em đọc được không? Cho em đọc đi. Nguyên à, cơ hội chỉ tới một lần mà thôi. Và như vậy, hai đội đều đạt được là hai thử thách. Vì vậy, số tiền 12 triệu đồng được chia đều cho cả hai đội. Yeah. Vậy là vui cả là. Đúng rồi. Xin mời mọi người ra trước sân khấu ạ. Dĩ nhiên, trước khi chúng ta đến với phần rất là quan trọng, đó là phần trao giải thưởng ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau đến với những cảm nghĩ. Giang My, em thấy sao nè? Hôm nay đến với chương trình Sàn Đấu Ca Từ thì thật sự luôn là em rất là vui. Và giống như là mình ôn lại rất là nhiều bài hát mà lâu lắm rồi mình không có hát lại. Và đôi khi mình vẫn bị quên nên là có chút tiếc nuối là đó. Tùng Nguyên, em thấy sao? Cảm thấy là em không hối tiếc khi được tham gia chương trình này, được vào trung đội của anh ST cùng với chị Giang My. Em cũng cảm thấy rất là vui khi được tham gia cùng mọi người. ST ơi, ST dạ. Cảm nghĩ gì? Thực ra hai bạn đều là những cái bạn hát rất là hay, và khi mà các bạn cất giọng hát lên SC rất là bất ngờ. Mà lúc mà cái giọng cuối cùng á, SC cảm nghĩ là giống như là lúc đó đứng á, khi mà hai đều rồi SC cảm giác là giống như là đá luân lưu giống của trận chung kết U23 Việt Nam đúng không? SC cảm giác rất là hồi hộp và đúng là không thể nói trước được điều gì cả. Đúng rồi. Bên đây nè, nghe đội trưởng nè, người đàn ông thầm lặng đứng nhìn cười không nè. Anh Hiếu. Ngày hôm nay thì không biết sao nhưng mà mình cái cảm giác mà đội bên hát cái câu cuối cùng mà sai mình rất là vui. Vậy thôi, có cảm giác vậy thôi. Mình muốn nhảy tưng lên để ôm chúc mừng mọi người. Tự nhiên chật có một câu mình có được 6 triệu. Còn La, với một cái sự mời đột phá của em phá đội. Dạ, ngày hôm nay em đến tham gia chương trình Sàn Đấu Ca Từ xong thì em mới cảm thấy là hình như xã hội vẫn chưa chấp nhận em. Rất may là anh Hiếu đã cùng cu mang em. Dạ, cu mang em. Còn tiến tới
Em cảm thấy rất là vui khi mà được gặp hai MC rất là xinh đẹp. Cũng như là được gợi lại những cái bài hát mà khi còn nhỏ xíu mà mình nghe. Giờ mình nghe lại mình có những cái kỷ niệm mình nhớ về rất là vui. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em vì cái câu hai em xinh đẹp đó. Tính nó hiền, lành, nó nói cái gì đã đúng cái đó. Bây giờ tiền thưởng dành cho đội của ớt tê. Một số tiền một số tiền vô cùng cầm cán. Đó chính là 18 triệu đồng. Đội của Hồ Văn Hiếu, anh ơi, cái số này nó cũng chẳng lắm, mình chia ba cũng gọn nè. Nói chung anh thấy rồi, 12 đúng không? Dạ thôi, em trao luôn, không nói gì nữa đâu. Chào đến quý vị, chương trình Sàn Đấu Ca Từ ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.